Nhà sản xuất cũng nên mình bọc cái cao su dưới cái bàn chân chổi của xe nè, và mình chế thêm cái cảm biến và cả luôn cả chân giữa này luôn. Cái xe mà mình bọc cao su ở cái cản ba được, mà tại sao chân chổi mình không bọc bọc cản ba được?